Các bạn ơi, mình đã leo cao lên một chút rồi. Mình muốn xem cái khoảng không bên trên nó như nào. Đây là lạnh lắm các bạn ạ, rất rét luôn. Ui, mình leo lên là cảm thấy mệt rồi. Đây, đây xong nhau nhìn xuống. Đấy, bạn nhìn thấy lon nước mây trời chưa? Đấy, bạn nhìn thế này là biết cảm giác rất là rét rồi đúng không? Đấy, rét lắm. Mình cũng cố leo lên tí. Có cái gốc cây rất là đẹp này, mình khám phá tí. Ở đây ướt lắm. Tức là ở đây nó rất là mây mù, nếu như các bạn nhìn từ xa thì có nghĩa là cái quả núi này đang bị bao phủ bởi mây và sương. Đấy, ngay trước mặt mình là sương rồi. Đấy, thôi kinh không. Đấy ôi sao không? Mình muốn leo lên quá nhưng mà không biết là sao đến đỉnh chưa. Lên đỉnh chưa? Ui giời. Leo lên. Mình cũng leo núi giỏi chứ nhỉ? À, chỗ không xuống kịp ấy. Sao là... sợ sẽ không xuống kịp ấy. Anh đã leo lên trên này được à? Ui ôi, em muốn khám phá là tí mà leo cả nó mệt quá. Chỉ sợ là xảy ra việc gì rồi. Ui ui. Hả? Không sao đâu đúng không? Đây là con lối rồi. Sao con lối này đúng là mình không nhìn thấy nhỉ? Sao lên đỉnh núi chưa anh? Sao lên đỉnh núi chưa? Còn lâu lắm à? Xa lắm à? Ôi thế thì chết rồi. Muốn khám phá cái đỉnh núi này đi mà. Thôi rồi, sẽ đi. Cảm giác mà chỗ nào mình cần dừng lại, phải dừng lại. Thì nó hơi mệt.